kênh Bibo TV. Hôm nay Sally Hồng lại có một bộ đồ chơi mới nè. Bộ đồ chơi của Sally Hồng thú vị không nào? Rất nhiều món ăn nhé. Bây giờ chúng mình cùng nhau bóc bộ đồ chơi này ra nhé. Các bạn biết không? Sừng bò đấy. Wow, tớ sẽ lấy hết ra trong tớ sẽ giới thiệu với các bạn tất cả các loại bánh mà tớ có nha. Chơi của Sally Hồng các bạn cảm thấy có hay không nào? Đây chính là một cuộc chơi của tớ đấy. Bây giờ tớ sẽ giới thiệu cho các bạn nhỏ từng loại đồ chơi một nhé, bánh một nhé. Đây gọi là bánh sừng bò rắc kẹo vị sô cô la của tớ đấy, ngon không nào? Thơm quá. Mùi sô cô la thật là ngon. Còn đây là bánh sừng bò rắc vừng, nhưng mà chỉ là bánh sừng bò bình thường thôi, không có vị gì đâu, nhưng mà cũng thơm tuyệt vời luôn. Còn đây là bánh bông lan của tớ, trên này là quả nho đấy, tớ sẽ làm cho nó phồng phồng lên. Ở đây có giấy này, các bạn khi nào ăn bóc cái giấy này ra là có thể thưởng thức rồi. Ăn ngon quá. Ngọt ngọt thì xong rồi này, chua chua của nho ngon chết nhở. Đây là đúng là bánh của tớ, bánh kem đấy, kem dâu tây đấy. Đây này, kem đây này, dâu tây tớ đã xay nhỏ xong tớ để lên trên này rồi đấy, ngon không nào? Còn đây món bánh pizza mà tớ yêu thích, ở đây tớ đã cho nấm này, quả ô liu này, rồi hành tây này, ở đây là xúc xích đấy, ngon lắm nhỉ. Cứ đi vào đây nha, tớ có cái đĩa xinh xinh. Đây là bánh mì kẹp xúc xích của tớ, ở đây tớ còn phết cả bơ này, có cả ruốc này. Các bạn ăn món này chua ngon cực kỳ nha, không ai làm được ngoài Sally Hồng đâu nha. Ngon chết nhở. Món cuối cùng mà tớ sẽ giới thiệu tới các bạn nhỏ, đây chính là món bánh kem của tớ. Bánh kem của tớ có rất thơm. Đây là bánh kem hoa quả của tớ nha. Tớ có quả dâu ở đây này, tớ có dưa hấu ở đây này, tớ có quả đào ở đây này. Đấy, tớ có nhiều loại quả chưa. Ở đây tớ còn làm bánh tan nhưng mà tớ cắt hình ở ngôi sao đấy. Đây tớ cắt thành miếng, cắt một miếng nho nhỏ để mời các bạn nhỏ ăn nhé. Các bạn nhỏ hãy ăn cùng tớ nhé, ăn thử xem có ngon không nhé. Kem thật là ngon. Các bạn thấy tớ trang trí có đẹp không nào? Xung quanh viền nha, tớ làm hình sóng biển màu xanh nha, kem màu xanh nha. Ở trên tớ lại phết một ít sô cô la đấy, viền đẹp không? Các bạn nhỏ ơi, nếu như mà muốn làm những loại bánh ngon như của tớ ấy, có bộ đồ chơi hấp dẫn như của tớ ấy, hãy cùng theo dõi xem ở trên kênh Bibo TV nhé. Các bạn sẽ thấy được nhiều đồ chơi hấp dẫn hơn nữa nha. Đây này, rất nhiều các loại bánh nhá. À, tớ còn thiếu 2 quả nữa, thứ nguyên liệu để làm ra các loại bánh của tớ. Đen tên lên, tớ có 2 quả trứng gà này, ngon không? Trứng gà này nhá, đập ra nhá, xong rồi tráng lên ăn cũng ngon này. Hoặc là ốp lết này, hoặc là cho vào làm bánh này. Còn một món nữa cực ngon luôn, trứng gà luộc nha. Ôi chùi, ngon cực kỳ. Các bạn ăn món đấy bao giờ chưa? Chắc là chưa đúng không? Không nào, các bạn hãy thử bảo mẹ mình luộc trứng gà cho các bạn ăn nhá. Hãy cùng theo dõi kênh Bibo TV. Mình
nhiều đồ chơi.